Bạn là người quan trọng nhất của người ấy. Bởi vì hạnh phúc của bạn, bình yên của bạn là ưu tiên hàng đầu của người ấy. Người ấy quan tâm đến việc nuôi dưỡng xây dựng mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên sâu đậm bền chặt. Người ấy thấu cảm đồng cảm bạn, hiểu được tâm tư nguyện vọng của bạn và luôn hỗ trợ tích cực cho bạn hoàn thành tất cả những điều bạn ước nguyện. Người ấy rất cam kết kiên định lựa chọn tình yêu, không lay chuyển trong hành động của mình, luôn có mặt đúng lúc để hỗ trợ kịp thời cho bạn vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống, ngày càng phát triển tích cực, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Người ấy tôn trọng sự phát triển cá nhân của bạn. Người ấy để bạn tự do quyết định và phát triển bản thân mình, nhưng luôn ở đó sẵn sàng bên cạnh bạn, cùng bạn đối diện với những thăng trầm trong cuộc đời này. Đây là một mối quan hệ rất quý giá và mang lại rất nhiều những lời lạc cho cuộc sống của bạn. Hãy có ý thức trong việc nuôi dưỡng mối quan hệ này bằng cách cung cấp nguồn tài nguyên dồi dào, tình yêu sẵn có bên trong bạn, hỗ trợ tích cực cho người ấy, mang lại nhiều tốt đẹp cho cuộc sống của người ấy. Khi cả hai cùng nhau có ý thức nuôi dưỡng và xây dựng mối quan hệ, cả hai bạn có thể trải nghiệm được sự biến đổi mạnh mẽ của mỗi cá nhân và mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên sâu đậm bền chặt. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.